Châu Nhuận Phát từng nói, bạn chẳng nổi tiếng chút nào, Lưu Đức Hoa vẫn được tri ân sau 41 năm. Lưu Đức Hoa năm nay đã 61 tuổi, ra mắt hơn 40 năm mà độ nổi tiếng vẫn còn nóng hổi. Không chỉ sở hữu vô số phim và ca khúc kinh điển mà còn anh ấy cũng là thần tượng của nhiều ngôi sao và người hâm mộ. Anh ấy nổi tiếng trong toàn bộ giới trẻ Trung Quốc, thậm chí nhiều ngôi sao Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những người hâm mộ nhỏ của anh ấy. Thuyền Nhân là bộ phim đầu tiên Lưu Đức Hoa đảm nhận vai chính, khi đó Châu Nhuận Phát đã tiến cử cho đạo diễn Hứa An Hoa. Mới đây, sự việc trong quá khứ này đã được lan truyền trên Weibo khiến nhiều người hâm mộ bàn tán xôn xao. Được biết Lưu Đức Hoa đã đóng bộ phim Thuyền Nhân của đạo diễn Hứa An Hoa vào năm 1982. Lúc đầu, Châu Nhuận Phát được chọn đóng vai chính, nhưng Pháp Ca đã từ chối và đề nghị Lưu Đức Hoa đóng. Vì Lưu Đức Hoa khi mới ra mắt vẫn còn là một tân binh nên anh chỉ có thể đóng một số vai phụ. Đây cũng là bộ phim đầu tiên Lưu Đức Hoa đảm nhận vai chính, nhưng khi biết rằng Pháp Ca đã từ chối vai diễn và tiến cử mình, anh đã bỏ đi để hỏi tại sao. Vào thời điểm đó, Châu Nhuận Phát đã trả lời rằng một mặt là do lịch trình có vấn đề nên phim sẽ quay ở Đại Lục. Lúc đó phim Hồng Kông rất được ưa chuộng và thị trường lớn nhất là ở Trung Quốc. Anh ấy lo lắng rằng việc quay bộ phim này có thể ảnh hưởng đến thị trường của anh ấy ở Đài Loan. Lưu Đức Hoa nghe xong không khỏi nhắn lại cho anh trai, vậy thì tôi không quay được rồi, thị trường Đài Loan của tôi cũng rất quan trọng. Lưu Đức Hoa vừa dứt lời, Phát Ca lập tức nổi trận lôi đình, trực tiếp mắng Lưu Đức Hoa, anh là cái gì? Anh chỉ là người mới. Hiện tại anh không nổi tiếng chút nào, cũng không có thị trường nên có cơ hội tốt và những thứ tốt. Anh nên thử nó, đó là một điều rất tốt cho anh. Tuy lời nói có ác ý nhưng thực ra ý định của Phát Ca là vì lợi ích của Lưu Đức Hoa. Cuối cùng, Lưu Đức Hoa cũng đã quay Thuyền Nhân, nhờ đó mà giành được đề cử nam diễn viên mới xuất sắc nhất lần thứ hai tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông. Anh đã thành công mở ra con đường diễn xuất. Sau này, Lưu Đức Hoa nhiều lần được phỏng vấn. Anh thường xuyên cảm ơn Châu Nhuận Phát và rất biết ơn vì sự hỗ trợ của anh ấy. Thậm chí Lý Tiểu Lâm, người quản lý huy chương vàng Hồng Kông, từng nhận xét Châu Nhuận Phát đã phát hiện ra thiên vương hiện tại Lưu Đức Hoa. Tiết lộ bí quyết trẻ hóa tuổi 67 của Châu Nhuận Phát, ảnh hưởng đến từ Quách Phú Thành giảm thành công 13kg trong 10 tháng. Nhìn vào ngành giải trí, Châu Nhuận Phát là siêu sao quốc tế coi mình như một người bình thường và sống một cuộc sống bình thường. Với tài sản ròng 5,6 tỷ, anh không mua xe sang mà đi tàu điện ngầm ra vào. Anh sống trong một ngôi nhà thôn 2 tầng thấp bé và giản dị, trên người không thấy hàng hiệu nổi tiếng. Anh ấy thậm chí còn đăng ký tham gia cuộc thi marathon 10km của Standard Chartered, biến sự kiện này thành một màn rượt đuổi ngôi sao khổng lồ. Âm thầm đăng ký chạy marathon, Châu Nhuận Phát được khen vì gần dân, các siêu sao quốc tế tự đăng ký chạy marathon. Sau cuộc đua ai xin chụp ảnh nhóm cũng không bị từ chối. Châu Nhuận Phát đúng là một siêu sao thực hiện cuộc sống bình thường và ăn những món ăn bình dân. Đối với thử thách 10km này, Phát Ca 67 tuổi đã lọt vào top 20. Anh cười bảo do leo núi nhiều nên anh chuyển sang chạy và tập suốt một năm. Châu Nhuận Phát bắt đầu tập thể dục khi gần 60 tuổi và giảm 13kg trong 10 tháng. Châu Nhuận Phát người thích leo núi và đi bộ vào các ngày trong tuần, thực sự bắt đầu say mê các bài tập thể dục khi ông đã gần 60. Năm 2014, ông và Quách Phú Thành cùng nhau quay phim Tây Du Ký, Đại Náo Thiên Cung. Bị ảnh hưởng bởi Quách Phú Thành, người yêu thích thể thao, anh ấy bắt đầu tích cực tập thể dục. Trước khi tăng 80kg, anh ấy đã gặp Tạ Đình Phong và Đỗ Vấn Trạch, những người gầy hơn trong quá trình quay phim Sòng Bạc, giảm 13kg trong 10 tháng và thân hình cân đối tốt hơn so với khi anh ấy đóng phim Thần Bài khi còn trẻ. Năm nay đã 67 tuổi. Anh vẫn giữ được thân hình rất chuẩn nhờ sở thích leo núi. Nhiều cư dân mạng cho biết, tôi tình cờ gặp siêu sao Châu Nhuận Phát khi leo núi. Châu Nhuận Phát giảm cân, chạy 10km mỗi ngày. Khi cố gắng giảm cân, anh ấy đã dành 1 tiếng rưỡi để chạy 10km mỗi ngày. Đây cũng là bí quyết trẻ hóa của anh. Châu Nhuận Phát cho biết, tôi chạy bộ hàng ngày, khi bắt đầu làm việc và khi tôi làm xong việc thì cảm thấy thoải mái. Ngay cả trong đợt dịch, tôi vẫn đeo khẩu trang và ra ngoài chạy bộ mỗi ngày. Châu Nhuận Phát giảm cân, mỗi ngày chỉ ăn nửa bát cơm. Anh đã giảm được 13kg trong 10 tháng trong năm đó. Ngoài việc tập thể dục, Châu Nhuận Phát còn kiểm soát chế độ ăn uống của mình. Anh chia sẻ rằng anh ăn rất nhẹ trong thời gian giảm cân. Anh chỉ ăn nửa bát cơm vào bữa sáng và tránh ăn tinh bột vào bữa trưa và bữa tối, ăn cay, ít đường,
ăn nhiều cá và rau. Châu Nhuận Phát nói, nếu ăn như vậy trong thời gian dài, cảm giác thèm ăn tự nhiên sẽ giảm. 26 năm trước, Giang Mỹ Nghi và Châu Nhuận Phát cùng đóng phim và 26 năm sau cùng chụp ảnh với quảng cáo đi bộ đường dài Oai Cát của Châu Nhuận Phát. Anh béo, Châu Nhuận Phát luôn yêu thích thể thao. Đi bộ đường dài và chạy marathon đều khó đối với anh ấy. Người đàn ông 67 tuổi này cũng bị người dân bắt quả tang khi thỉnh thoảng đi bộ đường dài. Những người đam mê leo núi là mong chờ ngày thành tựu sẽ được mở khóa. Là một gia đình thích đi bộ đường dài, Giang Mỹ Nghi thường tổ chức các đội đi bộ đường dài với các nghệ sĩ khác. Hôm ngày 27 tháng 2 cô ấy đã gặp Phát Ca khi đang đi bộ đường dài. Điều này khiến cô ấy rất phấn khích. Giang Mỹ Nghi đã tung ra một số bức ảnh check-in trên núi lên Instagram, cũng như một bức ảnh với Phát Ca. Ngoài việc chạy trên núi, bạn có thể khỏe mạnh và gặp Phát Ca. Trên thực tế, Giang Mỹ Nghi đã từng đi cùng với Phát Ca nhiều lần. Cô ấy cũng nói rằng lý do tại sao cô ấy hình thành thói quen leo núi đều là vì Phát Ca, một người huấn luyện viên tốt. Tất cả đều tùy thuộc vào anh ấy dùng lời ngon tiếng ngọt hay đến và khuyến khích tôi đi leo núi. Phát Ca bảo tôi phải giữ sức tốt hơn và tôi đã hợp tác lần đầu tiên với anh ấy với tư cách là nữ chính trong vở kịch. Đầu năm 1997, Giang Mỹ Nghi 26 tuổi từng hợp tác với Châu Nhuận Phát 42 tuổi trong một quảng cáo dầu gội đầu, nhưng cả hai không đóng chung phim truyền hình hay điện ảnh kể từ đó. Nam nữ minh tinh điện ảnh, không biết khi nào mới có cơ hội hợp tác đây. Biệt thự trên đường Cadori của Lưu Đức Hoa giảm nhẹ 1% và cửa hàng trên phố Linh Hớt của Tạ Đình Phong ổn định. Nhiều người nổi tiếng và nghệ sĩ giải trí cũng thích đầu tư vào bất động sản, nhưng giá trị cho thuê liên quan cũng theo thị trường đi xuống. Tham khảo dữ liệu giá trị cho thuê có thể đánh giá của Cục Xếp hạng và Định giá từ năm 2023 đến năm 2024, giá trị cho thuê tài sản nhà ở do cá nhân nghệ sĩ nắm giữ ghi nhận giảm nhẹ, tài sản cửa hàng không thay đổi. Ví dụ, căn nhà nối với đường Cadori ở Homantin do Lưu Đức Hoa nắm giữ có giá trị cho thuê từ năm 2023 đến năm 2024 là 6,12 triệu nhân dân tệ, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm trước so với khoảng 6,192 triệu nhân dân tệ trong năm trước. Trong khi đó, ngôi nhà của Star Master Châu Tinh Trì tại số 12 đường Pollock trên đỉnh có giá trị cho thuê mới nhất là 6,336 triệu nhân dân tệ, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái so với giá trị cho thuê cao điểm là 9,03 triệu nhân dân tệ, nó đã giảm gần 30%. Đối với các hộ gia đình cao tầng của tòa án Đa Bao ở Đê Ken dưới tên Trương Trí Lâm, nó đã được mua với giá khoảng 91,8 triệu nhân dân tệ vào năm 2017. Giá trị có thể đánh giá từ năm 2023 đến năm 2024 là 1,0428 triệu nhân dân tệ, tính theo năm giảm 10% so với 1.158.000 nhân dân tệ của năm trước. Tạ Đình Phong và Cổ Cự Cơ có cùng giá trị tiền thuê cửa hàng trên phố Linh Hớt. Giá trị cho thuê của các cửa hàng đã ổn định một chút. Giá trị cho thuê của nhiều cửa hàng trên phố Linh Hớt ở trung tâm, được gọi là phố ngôi sao, không thay đổi. Ví dụ, Tạ Đình Phong đã mua tầng trệt và gác mái ở số 28 phố Linh Hớt với giá gần 100 triệu nhân dân tệ trong những năm đầu. Giá trị cho thuê từ năm 2023 đến năm 2024 là khoảng 720.000 nhân dân tệ, tương đương với năm trước. Giá trị cho thuê mới nhất là khoảng 610.000 nhân dân tệ. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.